Xin chào cả nhà, chúng mình lại gặp lại nhau trong video mới lần này của The Makeaholics. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình dùng một bấm cô nàng kem nền đình đám Healthy Mix Serum của Bourjois, quẹt đều trên mặt rồi dùng bút trang điểm Beauty Blender tán đều quanh mặt. HD Lifting Concealer để tạo sáng vùng da dưới mắt, khiến cho khuôn mặt trông đỡ mệt mỏi hơn. Cuối cùng thì cũng đến đoạn kem che khuyết điểm ưa thích nhất của mình rồi. Bây giờ thì mình chấm trọng tâm những điểm mụn cần che phủ thêm với kem che khuyết điểm Marc Jacobs Remarkable, sử dụng chổi đầu rộng dặm dặm lên vùng cần che để tạo độ che phủ cao nhất có thể. Drawing eyebrow màu nâu nhạt. Hôm nay thì mình quyết định kẻ cho lông mày của mình trông ngang ngang ra hơn một chút, giống như kiểu lông mày của Hàn Quốc. Mình thì thường hay kẻ men theo đường lông mày phía dưới, sau đó từ từ tô lên thân của lông mày và cuối cùng kéo rất khoát chìa phía đuôi để tạo độ nét cho lông mày. Để cho lông mày trông tự nhiên hơn thì mình luôn sử dụng phần đầu chổi chảy ngang theo lông mày. Điều này giúp cho màu chì được tán đều vào với lông mày và tất nhiên là sẽ khiến lông mày của bạn trông sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Đối với trang điểm hàng ngày thì mình thường không quá là cầu kỳ, mình chỉ sử dụng từ 1 cho tới 2 màu phấn mắt mà thôi. Như hôm nay thì mình sử dụng một màu cà phê sữa nhạt, lấy ngay ngón tay và tán đều lên bầu mắt để tạo chiều sâu cho mắt. Mỏi thì mình sẽ sử dụng thêm một chút phấn sáng màu đánh ngay ở phía dưới bầu mắt. Làm như vậy khiến mình cảm thấy cho cả khuôn mặt cũng như đôi mắt của mình trông có sức sống hơn. Mình dùng chỉ kẻ mắt màu đen kẻ sát dọc chân mi cho tự nhiên, sau đó thì mình kéo dài đường chỉ ở phía đôi mắt một tí tẹo thôi ạ, để cho ăn gian khiến mắt trông dài hơn và to hơn một chút. Thực ra thì thông thường mình còn bỏ luôn cả bước này cơ, nhưng mà vì hôm nay quay phim thì nên mình cho thêm vào cho nó đủ. Ngày trước mình cũng dùng kẹp mi như các bạn động trang lứa mà thôi, nhưng mà do gặp phải một sự cố rất là đau thương nên là mình đã tạm biệt các thể loại kẹp mi mắt được tầm ngót nghét 3 năm rồi. Mình dùng son màu lâu trôi có dưỡng YSL Volup Tint in Oil màu hồng cherry. Mình cũng mới làm một review ngắn về em này ở trên page thôi ạ. Em này thì vừa thơm, vừa mềm, lại vừa lâu trôi nữa. Bạn nào mà chưa đọc review ngắn về em ý thì hãy chạy ngay qua page nhà mình nhé. Nào có thêm thời gian thì mình sẽ dặm chút phần má cho xinh xắn ạ. Hôm nay thì mình sử dụng phần má của Tarte màu Dolphin siêu lâu trôi và màu thì xinh miễn bàn luôn.
các sản phẩm của Tarte bây giờ cũng trở nên phổ biến và khá nổi tiếng rồi. Điển hình như hai chị Diệp và chị Loan ở kênh Love at First Shine đã đổ dầm dầm với em kem nền Amazonian Clay của Tarte, mặc dù hai chị mới cho hai tên này nhập hội cách đây không lâu thôi ạ. Bay ra khỏi cửa mà không dạ mai đó rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tới nhé.